Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ luật Hình sự thì nếu như trước đây thì có tội ở cái điều là 194 của Bộ luật Hình sự năm 99 thì trong đó gồm có 3 tội. Thứ nhất là tội dự tàn trữ, thứ hai là mua bán và thứ ba là vận chuyển trái phép chất ma túy. Thì theo quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 sẽ được tách ra làm 3 điều rất là rõ ràng. Hôm nay thì trong một cái lần mà đi đọc báo thì tôi lại thấy như thế này, cuộc rượt đuổi của công an C-47 của cục Bộ Công an về điều tra về ma túy truy đuổi hai cái thanh niên trên xe ô tô và phải nổ súng. Câu chuyện là như thế này, sau khi mà quan sát và điều tra thấy được cái hành vi vận chuyển chất ma túy thì Bộ Công an quyết định là bắt hai thanh niên này trên cái đoạn đường vận chuyển từ Lào sang Vĩnh Phúc và đi về tới Trung Quốc. Tổng cái khối bánh heroin là 288 bánh heroin, và nếu mà cân lại thì trọng lượng hơn 100 ký. Thưa quý vị và các bạn, vậy thì khi điều luật về tội vận chuyển chất ma túy quy định như thế nào? Điều 250 của Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm vào mục đích sản xuất, mua bán thì bị phạt mức hình phạt từ 2 đến 7 năm. Thưa quý vị và các bạn, như vậy để xem xét lại cái việc, cái vấn đề nằm ở chỗ là cái bánh heroin đó có phải là chất gây nghiện mà quy định của pháp luật về cấm hay không thì phải giám định. Giám định về hàm lượng. Bây giờ như thế này, đây là trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, cho nên là tôi sẽ giới thiệu. Ví dụ như cái lá cần sa, cái viên thuốc lắc hoặc là cái cocaine thì trong từng loại thì cái hàm lượng nó quy định khác nhau. Cho nên thường thì cocaine là một trong những cô đặc thành bánh và quy định cái hàm lượng nó bao nhiêu thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu như lá của cây cần sa thì trọng lượng bao nhiêu? Trong cái 100 kg lá cần sa đi chẳng hạn thì hàm lượng bao nhiêu? Và cái hàm lượng này nó có đủ truy cứu tố trách nhiệm hình sự hay không? Thông thường thì một số bạch phiến, một số cocaine, heroin thì thông thường cái hàm lượng nó cao đủ để mà cơ quan tiến hành tố tụng, bao gồm cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án để mà xét xử cái hành vi vận chuyển chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề của hai anh thanh niên kia. Theo luật quy định là nếu người nào đó vận chuyển với cái số lượng là 100 gram trở lên thì sẽ phạt mức hình phạt 20 năm chung thân và tử hình. Thông thường thì trên cái phương tiện truyền thông thì chúng ta cũng thấy là chừng hai cái bánh heroin thì cũng đã là hình thức là chung thân hoặc tử hình nếu trong trường hợp có xét những cái tình tiết. Thì ở đây là 288 bánh heroin thì chắc chắn là cái hình phạt rất là nghiêm khắc đối với hai anh thanh niên này. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình hành nghề thì tôi có những cái vụ kiện như thế này. Thì em này là xóm láng giềng là tôi, nhà em thì cũng thuộc diện là rất là khá giả. Khi mà
em gia đình em đến mời tôi bào chữa trong cái vụ mà mua bán chất ma túy. Xưa thì cái điều 194 là tàn trữ, mua bán và vận chuyển trong cùng một tội. Thì gia đình em mới nhờ tôi từ giai đoạn điều tra viện kiểm sát và tòa án, và tôi cũng đã giúp em với một hình thức là nhẹ nhất. Vì em bán ma túy không chỉ là một lần mà nhiều lần. Tôi cho rằng với khả năng, với tâm huyết và với năng lực thì tôi cũng đã giúp đỡ em để mức cái mức khung hình phạt. Giống như hồi nãy tôi nói, khung hình phạt thứ hai là từ 2 tới 7 năm. Từ khung hình phạt thứ nhất từ 2 tới 7 năm, khung hình phạt thứ hai thì nhiều hơn. Và tôi cũng đã giúp em với mức khung hình phạt là 6 năm. Thưa quý vị và các bạn, một cái trường hợp thứ hai nữa. Em này thì có một cái hoàn cảnh đặc biệt rất là khá giả. Em thì gia đình đã đi ra nước ngoài hết. Mỗi lần em mua, chủ yếu là em nghiện ma túy, chủ yếu là em mua để mà em sử dụng. Thì gia đình khá giả cho nên mua một cái lần, một cái số lượng rất là lớn. Và em bảo với tôi rằng là em cũng không có muốn bán. Tuy nhiên là trong cái giai đoạn gần Tết thì gia đình em bị trộm vía, cho nên em đã có sáng kiến là bán để lấy lại tiền lời, và đã bị công an cảnh sát điều tra bắt về cái hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo điều 194 cũ. Bây giờ thì nó là, thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề tội vận chuyển trái phép chất ma túy được quy định theo điều 250 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm vào mục đích sản xuất, tàn trữ, sử dụng thì bị phạt mức hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Và cái khung 2, khung 3, khung 4 thì nó sẽ cao hơn. Ngoài ra sẽ có một cái hình phạt bổ sung, tức là phạt tiền đối với trong trường hợp cái thu lợi bất chính. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn thì trong từng điều luật, ví dụ như tội trộm cắp tài sản, tội cố ý gây thương tích, tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tội mua bán trái phép chất ma túy, thì tôi sẽ có những cái ví dụ để quý vị và các bạn hiểu được hơn thế nào là tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn trong video này có những khiếm khuyết, có những hạn chế về phương tiện nghe nhìn, về kiến thức của một cái luật sư có thể có kinh nghiệm chừng vài vụ, không thể múa rìu qua mắt thợ một số anh chị em thẩm phán. Tuy nhiên đây là những cái mong mỏi, những cái khát khao tự trong trái tim của luật sư, mong muốn trải cái nghề cho quý ông bà, cô bác và anh chị trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin trân trọng cảm ơn.